Vinh ơi, cái này là cái gì đấy? Rưới. Rưới, 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 rưới. Đúng rồi. Đẹp nhờ. Đẹp quá chú Vinh ạ. Cái rưới. Úi giời ơi. Đấy. Nó cũng có cái đặc điểm riêng của nó đấy. Quá đẹp. Độ lét cao vào đấy. Đây này chỉ trưng bày thôi nhá, không bán cái tượng này nhá. Thông báo đấy. Sao sao? Đây, chỉ trưng bày cho đẹp à. Tượng ý bắt chàng đầy. Tượng không có. Sao không có? Không bao giờ có cái tượng này bắt chàng. Là như nào? À, không bao giờ có bắt chàng. Tượng này nó bán 50 bắt chàng đầy. Đây không bao giờ có. Thế ông lấy ở đâu? Cái này không bao giờ có bắt chàng. Ông trả xin bắt chàng gì ở đâu? Đừng nói bắt chàng cho nó mệt. Thế đổ ở đâu? Tự nhận định cái tượng này là nó đủ lét nào đã đủ biết rồi. Chứ bày cho đẹp rồi nhá. Nào xem nào. Thế giả gỗ bắt chàng thì cái gì? Không phải. Thế thì... Không phải đâu, không phải gỗ bắt chàng đâu. Cho từ từ bình tĩnh như thế nào. Không phải, có chữ. Không có chữ. Không. Này, đây đâu đâu có mất chàng. Nó đặt này có đổ khuôn đâu mà. Thế người ta làm gì thế chả đặt đổ khuôn này... Không khuôn làm sao mà nó được đều thế kia. Khuôn nó nhưng mà khuôn nhưng mà không phải bát chàng. Nhưng mà nó không phải của bát chàng thôi. Nó không phải bát chàng. Chả đục khuôn. Đẹp đẹp. Và cây thì tuyệt vời. Đẹp thật, nghệ thuật cao. Được. Được. Nét, công nhận cây này của ông vào chậu này đẹp. Hai cái bông hoa tuyệt vời. Đẹp đây. Cây dáng trực hoành rất là ok, ngon, nuột. Đấy, quá đẹp. Cây này 7 triệu. 7 triệu thôi nhỉ. Cái này chưa biết được, cái này anh em cứ yêu cầu cứ alo cái chuối. Cháu ơi. À, xin giới thiệu các bạn, đây là cái chuối nhá. Từ nãy chưa nói lúc cái xong cất thì bảo không biết cái gì. Ờ, cái chuối đấy. Hỏi, đây là cái chuối. Rất là đẹp. Hai cái chuối, cái chuối chạy. Đường nối thì thôi rồi, khỏi phân tích rồi. Lại chấm hết à? Đường nối không phải phân tích nữa. Mỗi tên là đặt đâu cho nó hợp rồi. Để chỗ nào cho nó hợp lý rồi. Không phải phân tích về cái đường nối đâu. Này theo chú ấy đặt đâu hợp lý? Nói chung là như anh nào có con mắt nghệ thuật nhìn sâu thì lên tham khảo những tác phẩm như thế này. À. Mà đã tham khảo tác phẩm này thì thực ra nói là những cái đường nét cái này là người ta đánh giá là cái này đường nét nó rất là cao. Thế cái này phải 15 triệu. Thế nên ra là nhiều những cái anh em mà thôi thì mình tôi cứ nói một câu này, tốt nhất là anh em mà có cái điều kiện lên chắc lọc. Mình không vội vã. Mình không vội vã, vì thì cây của tôi cũng được thôi. Cây người khác cũng được nhưng mà mình cứ chắc lọc. Chắc được về giá trị nghệ thuật đấy. Chứ còn thì chắc nhiên tiền nào theo của ấy thôi. Chứ đừng con không còn anh em bảo là cái này sao có bao nhiêu tiền, nó tiền như vậy nó không phải nhiều tiền nhưng mà nó tiền nào sẽ của ấy nó đẹp. Vâng. Chứ thực ra nó lại bảo là em thấy em ra ngoài chợ em mua bằng chợ thì làm sao có cây hoàn thiện này được. Cây này không bao giờ mang chợ rong vào được à. Vâng. Cái này chỉ đến cái người ta tìm đến mình để mà biết được cái sản phẩm để người ta mua chơi cho nó đẹp cho người ta nhớ mãi. Còn đây này ai người ta bắn dòng trên đường dòng cây như này được. Thiệt. Đấy. Dập rồi. Cái này rau quả nó mùa rau quả ấy. Chín bằng. Cây này có quả hả chú? Có cái dưới không có quả. Cây dưới cây nào có quả. À. Nhưng mà ý là cây này đã có quả chưa? Bây giờ có quả rồi. À. Có quả rồi. Không, cây này cháu đoán chỉ tầm 7-8 triệu thôi. Giá này. Dập rồi. Quá đẹp. Quá tuyệt. Thế thì quý vị nào mua cứ liên hệ trực tiếp với chú Huỳnh nhá. Ok, cảm ơn nhá. Chú có nhớ số điện thoại của chú không? À, 0915 0915 426 426 353 353 0915 426 353 đúng rồi. 0915 426 353 Quá đẹp. Ok. Nào, làm cái ảnh đại diện tí cho nè.
Thỉnh thoảng